Dạ thưa bà. Kìa, ông là ai? Tôi là kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hà nổi gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để chúc mừng bà đến hôn lễ, để đi tìm một vài kỷ niệm thoáng qua mau. Ông nói gì tôi không hiểu. Tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về nơi hò hẹn cũ, thì mời hay cô gái giờ đã xa xăm. Thôi, ông đừng làm tôi thêm bàng hoàng xúc động. Anh hãy đi đi, ông hãy đi đi. Giấc mơ buồn bã rồi có chiều nào dừng chân nơi quán lạ, thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc, như loài chim buồn lạc lòng giữa cánh sương. Bà ơi, nếu có một phút giây nào mà còn dành nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà yêu, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm già nhỏ cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Cuộc đời vàng son quá mong, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho dặm trời xa không bơ mộng sông hồ. Dù muốn dù không thì bà cũng đã là vợ của người ta, còn tôi là kẻ bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành xa biệt, mong mi nào rồi cũng tan cuộc giữa cánh sương. Thì thôi, đường bà đi, đường tôi bước, dành gót quán hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tiền đồi có lạ, để lắng nghe tiếng chim nguyên rộn rã kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên bên cuộc sống, bên chồng và bên những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, vui sống ô sẽ vui lắm dần qua.